em. Còn ở đây ta sẽ chai cho mỗi đứa một cái. Sao ở đây đâu đâu. Con nói cho mình thuốc mày lấy gì? Không gì vô đây nhé. Mai mày mới đi gì nữa? Ngày mai tao đưa á. Là tấm này kia là giá trị thiệt á chứ. Thì cái chấm. Ngày mai mới đi hả? Ở trong Sài Gòn anh mua cái gì bê ba cái chạy có cái dược là tao có hiện tại tao nói ngay thôi. Này không có rồi. Bây giờ là mua nói tao bạc hết rồi. Không có cái chi để mà có chi nữa. Cho một yếu hết trơn phải không? Yếu hết rồi. Yếu. Nhìn nói dưới một nghe. Nói dưới này phải chăng rồi nè. Nhìn nói dưới nghe là khốn nạn rồi. Rồi ra ngoài đường nhập không biết luôn. Không nhìn đi. Không chứ người ta nhìn ngờ ngỡ thôi. Không người ta nhìn ta biết liền. Ghim nó trung thương biển á. Ghim biển 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 thương biển thông mà nhớ. Biết luôn đúng rồi. Nói là Mỹ mới nhớ. Tôi với nhau là tao biết. Mỹ đó hai gặp. Mỹ đặng Mỹ là hai gặp. Nhớ là Mỹ cũng biết thay động. Mà đi học về là Mỹ. Ví dụ như làm sao cho thằng Hưng vẫn về được. Đó. Làm sao cho thằng Hưng về được. Nó không lấy vô, coi như gỡ tiền vô cho ông mua bay về, vô lý rồi. Lấy cái vô lý được. Gỡ tiền vô bay cho về. Phải đã biết cái giờ họp rồi phải lo động phẩm mình. Cái tình mới nói đến chuyện đó chứ mấy cùng nó có tiền. Tình là tới rồi. Tình là đương nhiên là phải tới rồi, đúng không? Nhưng mà không phải kèm theo nữa. Mặc dù là hắn là thứ yếu nhưng mà phải kèm theo. Tao kêu tụi bay tới à. Đó là làm lâu rồi. Nhưng mà tao kêu tụi bay tới xong là coi như tụi bay đi về cái tao ngồi đó có ngồi đó ôm khóc. Không. Để nói luôn nè, cứ bay mượn đi ra đây đâu mà. Không, rồi để nói cho hắn nghe. Cứ đi mà. Không sao này á, nói cho hắn nghe rồi, nói cho hắn nghe rồi qua nó mình tập tốc lại. Tức là không có lo cái chuyện đó nhưng mà mình không biết tâm đau không thì có một thằng đầu tiêu. Sau đó là tùy theo cái chuyện mà năng khả năng của anh em, đương nhiên cái đứa mà có điều kiện sẽ gắn cái đứa mà ít có điều kiện hơn. Đúng rồi. Nghe nói đồng bằng thông đây là hoàn cảnh quá. Nhưng mà may mắn ví dụ như thằng Khánh đây thì mấy ông hợp lớp hả? Đâu ok. Không mình yên tờ cho tờ hai tờ chứ tụi mày hợp lớp, chuyện nó quá nhỏ. Ví dụ nó như vậy đó. Ngang người chứ. Như riết ở đây ví dụ cần cần đại đại giá, cần đại giá trong những chiếc rồi đó. Ví dụ như đó mình chờ được đâu mà mấy cô nhau có lo. Khánh cho làm thằng khó khăn nhất. Đúng không? Ví dụ là không phải tao không có gì hết. Mỗi lần gặp mày cứ là hai viên thôi. Tao thiệt mày có chuyện đó vỡ rồi, mới cần theo tao rồi. Giống coi như là ở trên bảo mà dưới không nghe gặp tao là coi như là cắt tim luôn, không cần visa ra, không cần la vít ra rồi chứ quay luôn. Không bao giờ cái chuyện đó. Không, tao nghĩ vậy, tao nghĩ được cái tình trạng cục mẹ không trên nói dưới không nghe. Anh nhiều lắm chứ anh em mình đã bị stress cho mày. Ai biểu stress? Thứ hai nữa đây nè, cái tần số ví dụ một con người á là ví dụ như tâm một cái từ chủ từ mà trưởng thành cho đến lúc mà 50-60 á thì khoảng đâu 2000 lần. Mà hồi trẻ mình làm gần 8-5 lần thì chơi mấy cái chịu tới trong cái. Tôi mà không không biết mẹ chứ đâu đâu. Thấy bài mi nói sai lầm hắn là coi như sau thời gian sau đi á hả cũng quậy tờ 8 luôn tờ 9 đó chứ không phải tờ 8 sao đứng quậy dễ sợ rồi cái quậy thì là nặng lên Đắk Lắc rồi lên 30 thục rồi xuống Gia Lai Kon Tum rồi đi về đường 9 rồi cái quậy dễ sợ qua Lào nữa rồi quậy sai giờ là tôi về qua quay quả tôi về quay qua nghe luôn đó bị lung ra đâu về luôn rồi cái là hay năm bảy bảy cái là bắt đầu thi trường dường mà cái động trường dường mà không biết hồng nó tôi lý lịch đó làm giờ tôi là tu sĩ mày biết mà bây giờ tu sĩ cũng nhau mai tôi đi Sài Gòn mai cái tôi thi ở đây lẫn gặp rất là tôi vô từ 37 tôi vô tôi học học 5 năm với mình ra trường đi bộ đội 3 năm đi qua Campuchia cũng chết giỏi chứ con sống hay lắm.
À, không đó là lý lịch mình khai đấy, anh ấy biết. Cho nên hồi xưa đúng mà đi học là tu trong lớp dạng dạng là nhỏ con mà cũng nôn tơ nhất, mạng với thằng ba ca đó. Đó, mà con ngay. Ngõ hắn chứ lại ổn. Nãy giờ từ lúc này là coi thử con gà mới là đá ngon nè, con gà mới đá ngon nè.